Hello, xin chào tất cả anh em nhé. Giờ là gần 11 giờ đêm anh em ạ. Hiện tại thì mình đang ở trên đường quốc lộ để mình nhận một con chim cắt lớn anh em ơi. Như mình đã nói với anh em rồi á, là mình sẽ mua một con cắt lớn và về thử tập nuôi anh em nhé. Thử xem là mình có huấn luyện được không. Và mình mong là mình sẽ huấn luyện được một con cắt lớn. Đó là mong muốn của mình thế anh em. Và mình cũng sẽ cố gắng học tập và học hỏi một số anh em biết được để huấn luyện được một con cắt lớn anh em nhé. Đấy, giờ mình đang chờ xe chuẩn bị đến đây, xe chuẩn bị đến đấy, ok nè. Đây anh em nhé, hiện tại là mình đã lấy về một con, đã nhận hàng rồi, hôm vừa mình sẽ về luôn anh nhá. Hẹn anh em ngày mai, được không? Hello anh em nhé, mình vừa nhận lúc 11 giờ thì giờ là tầm khoảng 12 giờ, mình mới cầm lên tay anh em ạ. Con này là gió thờ treo lên trên bạch ổ nó hơi buồn, cho nên là nó ra tổ anh em ạ. Không biết là con ra tổ này mình huấn luyện được không. Bình thường như các anh em khác ấy thì anh em sẽ nuôi từ bông gòn rồi lên thì nó dễ thuần hơn và nó đỡ nhạt hơn. Còn cái bọn này như thế này thì như thế nào, lúc này á mình về nó há mồm bướm lắm, nhưng mà mình cầm một thôi thì nó đỡ hơn em, đỡ hơn này. Rồi nó tập men lên mũi nó này, đỡ hơn đấy. Mình mong là nó sẽ đi theo quy trình của mình mong muốn. Chứ nó còn sợ lắm, sợ sệt như thử lắm. Còn sao hết nay nó hiểu thế nào, nó sợ thôi rồi sợ. Em nhìn tay mình này, đó, hả bố em thấy hả bố không? Đó, đó. Giờ mình phải thuần giống như là con bồi luôn em ạ. Thuần giống như con bồi luôn. Con bồi thuần như nào thì mình phải thuần đúng như này luôn. Không biết là mình có ok không, anh em đâu nếu như mà có kinh nghiệm với chúng sanh kiếm một cách ấy, cách lớn này thì chỉ cho mình nhé. Nói chung là cái bộ môn cách lớn này thì năm nay thì mình mới trải nghiệm á, nên là rất là mong một số anh em có kinh nghiệm á thì cùng chơi ha, cùng chơi cùng ấy. Hiện tại thì mới về đấy, nó còn bờ ngờ như thứ lắm, mới về nó bờ ngờ như thứ lắm. Tại vì là nó quá gia tổ đấy. Cái này như là mình cầm với nó là chắc là phải 12 phút đấy, 15-2 phút đấy nó mới được thế này đấy. Nhưng mới về mình bỏ dưới chân nó khe, nó cắn, nó vô gớm lắm đấy. Bây giờ mình sẽ tiếp tục làm những cái series mấy những con này nhé, rồi hỏi luyện như nào anh em cùng theo chân mình sẽ học hỏi một số anh em master về về chung cắt này, mình sẽ làm những video này cho anh em xem giải trí ha. Đấy thì ngày đầu tiên thì con cắt thì mình mới lấy về thì cũng như thế đấy. Con này thì mình mới cho ăn, mình mới cho ăn một xí, mình không muốn cho ăn nó nhưng mà mình không muốn cho ăn nó. Gọi là khi nào mà diều mà nó tẹp ấy, mình sẽ cho nó ăn. Tại vì là mình với nó mới giao tiếp được một buổi á, mình không thể nào mà để nó ăn nó và nó không cần mình được. Đấy, khi nào mà mình đưa thức ăn ra mà nó háo á thì là để nó cần mình hơn đấy. Tại vì là bọn này là gia tổ đấy, cho nên là mình mà cứ cho ăn nó là nó không biết mình là ai luôn, là sau này phải luôn khó lắm. Đấy, cancel như bồi luôn, mình đánh mắt đi đâu là nó đi theo đó, như bồi luôn, như bồi mới về luôn. Đấy, cố gắng nhé con, mọi người cùng cố gắng nhé. Đấy anh em ha, mình một quay một đoạn video cho anh em thấy thôi. Rất là mong anh em ủng hộ những video ra anh em nhé. Em chỉ cần bấm like video thôi em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Hẹn em ngày mai, ok, chúc anh em sức khỏe.